Hi, xin chào các bạn. Các bạn có biết trên Biển Đông, ngoài hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa án ngữ, còn có một quần đảo nữa cũng giữ vai trò rất quan trọng trên tuyến giao thương hàng hải quốc tế và là cái gai nằm án ngữ trong mắt Trung Quốc đại lục hay không? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé! Quần đảo Pratas theo cách gọi quốc tế hay quần đảo Đông Sa theo cách gọi của Đài Loan và Trung Quốc đại lục là một quần đảo nằm ở phía bắc của Biển Đông. Quần đảo này hiện thuộc quản lý thực tế của Đài Loan và cách thành phố Đài Bắc 850 km về hướng Tây Nam, cách cảng Cao Hùng 444 km và chỉ cách Hồng Kông, Quảng Đông tại Đại lục 310 km về hướng Đông Nam. Mặc dù thuộc quyền quản lý của Đài Loan, Trung Hoa Dân Quốc, nhưng Trung Quốc đại lục, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa cũng tuyên bố chủ quyền với quần đảo này và đặt nó thuộc cấp quản lý của tỉnh Quảng Đông. Quần đảo này có tính chất cấu tạo giống nhiều đảo tại Hoàng Sa, Trường Sa, đó là do san hô tạo trạng mà thành. Đặc điểm địa hình tự nhiên đầy đủ đảo, ám tiêu, đầm nước, bãi cát, bãi cạn và thủy đạo. Đông Sa là gồm 3 ám tiêu san hô vòng, gồm ám tiêu vòng Đông Sa, ám tiêu vòng Bắc Vệ và ám tiêu vòng Nam Vệ. Trên ám tiêu vòng Đông Sa có một đảo san hô lớn nhất tên là đảo Đông Sa. Đảo này được Đài Loan xây dựng một sân bay với đường băng dài 1.500 mét. Các bãi ngầm Bắc Vệ và Nam Vệ hoàn toàn chìm ngập dưới nước, không có đảo nổi lên. Lúc thủy triều xuống, đại bộ phận phần ám tiêu vòng Đông Sa sẽ nổi khỏi mặt biển, ước khi đó dài đến 46 km. Rộng 2 km, đầm nước bên trong ám tiêu vòng chỉ sâu 16 m và có nhiều mỏm san hô, bãi cát và bãi cạn san hô. Bên ngoài ám tiêu vòng, nước sâu 25 m với những sườn dốc gần như đâm thẳng đứng xuống đại dương. Ở Tây Bắc và Tây Nam ám tiêu vòng Đông Sa có chỗ khuyết tự nhiên. Đảo Đông Sa nằm giữa chỗ khuyết đó và chia nó thành hai thủy đạo Nam Bắc. Đây cũng là các thủy đạo chính để vào đầm nước bên trong ám tiêu vòng. Ám tiêu Bắc Vệ là một bãi ngầm san hô nằm cách đảo lớn Đông Sa 44 hải lý về hướng Tây Bắc, bãi hình tròn sâu tối thiểu 60 m. Ám tiêu Nam Vệ là bãi ngầm san hô nằm cách đảo lớn Đông Sa 40 hải lý về hướng Tây Bắc và cách bãi Bắc Vệ khoảng 4 hải lý về hướng Nam, sâu tối thiểu 58. Diện tích vùng biển của cả quần đảo Đông Sa khoảng 5.000 km2. Trong lịch sử, khu vực quần đảo Đông Sa vốn không có người sinh sống và hiện nay vẫn không có dân thường định cư. Thế kỷ 18, nhà Thanh kiểm soát và quy thuộc nó vào Châu Huệ, tỉnh Quảng Đông. Năm 1909, nhà Thanh từng thỏa thuận bán đảo Đông Sa cho Nhật Bản với giá 38 vạn yên Nhật. Chính phủ Nhật định nhập quần đảo này vào lãnh thổ Đài Loan thuộc Nhật. Tuy nhiên sau đó, thủy sư đề đốc Lý Chuẩn Đại Thanh kháng nghị lên triều đình, nên nhà Thanh không bán nữa. Đến Thế chiến thứ hai, tại mặt trận châu Á-Thái Bình Dương, Hải quân đế quốc Nhật Bản đã chiếm đóng quần đảo này. Sau khi chiến tranh kết thúc, chính quyền Trung Hoa Dân Quốc thu hồi lại và quần đảo này vẫn thuộc sự quản lý của Trung Hoa Dân Quốc sau khi rút ra Đài Loan. Hiện nay, đảo Đông Sa thuộc cấp hành chính của thành phố Cao Hùng và do tuần duyên Đài Loan bảo vệ. Với vị trí nằm ở yết hầu phía bắc Biển Đông, án ngữ tuyến hàng hải của vùng kinh tế lớn bậc nhất Trung Quốc là Quảng Đông và Hồng Kông, nên quần đảo Đông Sa là cái gai trong mắt chính quyền Trung Quốc đại lục. Trong thời gian trở lại đây, Đài Loan từng nhiều lần chỉ trích việc Trung Quốc nhiều lần xâm phạm khu vực Tây Nam gần quần đảo Đông Sa ở phía bắc Biển Đông do Đài Loan kiểm soát. Vụ việc lớn nhất là vào ngày 12 tháng 4, Đài Loan cáo buộc Trung Quốc đã điều động số lượng lớn máy bay xâm nhập không phận quần đảo này với 11 tiêm kích J-16, 4 tiêm kích J-19, 4 oanh tạc cơ H-6K có khả năng mang vũ khí hạt nhân, 2 máy bay săn ngầm và 1 máy bay cảnh báo sớm. Để đáp trả, cơ quan phòng vệ Đài Loan đã triển khai dự án nâng cấp đường băng trên đảo Đông Sa để đối phó với Trung Quốc, bất chấp sự đe dọa từ đại lục. Dự kiến sẽ hoàn thành công trình này vào tháng 2 năm 2022. Không chỉ máy bay,
Trong năm trước đó, 2020, quân đội Trung Quốc được cho là đã tiến hành một cuộc tập trận đổ bộ quy mô lớn để phục vụ cho kế hoạch đánh chiếm quần đảo Đông Sa, hiện do Đài Loan kiểm soát, và chỉ nằm cách Hồng Kông và Quảng Đông khoảng 310 km. Các thông tin về địa điểm và thời gian tập trận không được tiết lộ. Trong khi đó, theo một số nguồn tin từ Hoa Kỳ và phương Tây, một ngày nào đó Bắc Kinh có thể sẽ chiếm quần đảo Đông Sa. Đó có thể bước đầu tiên trong cuộc tấn công vào Đài Loan, hoặc chỉ là một biện pháp ép Đài Loan thống nhất. Trung Quốc xem Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời và để ngỏ khả năng sử dụng vũ lực để thu hồi vùng đất này. Hoặc đó cũng có thể là một cách để kiểm tra phản ứng của quốc tế, hoặc là một phần trong nỗ lực củng cố khả năng kiểm soát Biển Đông. Một điểm đáng chú ý nữa là tên gọi của quần đảo này với cả Đài Loan và Trung Quốc là Đông Sa. Trong khi Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam bị Trung Quốc vi phạm chủ quyền và tuyên bố thành lập cái gọi là Tam Sa, Tây Sa, Trung Sa, Nam Sa nhằm mục đích gây ra một sự đã rồi để chiếm đóng bất chấp luật pháp quốc tế. Và những tên gọi kiểu này có thể gây nhầm lẫn giữa các quần đảo. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi hết video. Nếu cảm thấy thông tin video hay và thú vị, hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ đội ngũ kênh. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.